Em chào chị ạ, mời chị ngồi. Em có giúp gì được cho chị ạ? À, chị có thẻ visa ở bên em á. Nhưng mà bên em có chương trình quy đổi điểm gì đúng không? À dạ, chị vui lòng cho em mượn chứng minh nhân dân ạ. Chị muốn quy đổi cái điểm chị đang có ra tiền luôn. Thấy cũng nhiều rồi đó. Dạ, chị khen đợi em một chút nha, để em kiểm tra. À, chị ơi, em thấy trong sao kê tháng 6 năm 2017 của mình á, thì điểm thưởng của mình hiện nay đang là 136.000 điểm. Nếu mà theo chương trình quy điểm thưởng đổi quà á, thì cứ mỗi 40.000 điểm thì mình sẽ đổi là 100.000 đồng. Vậy thì em sẽ đổi là 120.000 điểm thưởng của mình, lấy 300.000 đồng cho chị. Còn 16.000 điểm còn lại á, thì mình cứ để đó. Khi nào mà mình đạt đến cái mức điểm thưởng tiếp theo á, thì em sẽ đổi tiếp cho chị ha. Ủa sao em không đổi hết luôn? Ý là 136.000 của chị đổi hết ra tiền luôn. Dạ, thì em đã đổi cái phần mà 120.000 tương ứng với lại 40.000 điểm thưởng nhân 3 lần. 16.000 thì không đổi được hả? Dạ, 16.000 nó chưa đủ cái mức 40.000 để đổi á chị. Dạ, và em cái đó em giữ lại tiếp cho chị lần sau ha. Ý chị là chị muốn đổi luôn á. Mà em nói không được thì thôi, em lại. Thì mình cứ sử dụng thêm những cái dịch vụ bên em thì mình sẽ được thêm điểm thưởng chị ha. Em xem sau kê thẻ của chị á, em trích tiền từ trong tài khoản thanh toán, em thanh toán hết đi nợ đi nha. À dạ, vậy em thanh toán như nợ thẻ tín dụng với chị. Thanh toán hết toàn bộ luôn á. Dạ. Thì chị Khang ký vào cái ủy nhiệm tri để em trích tiền thanh toán cho chị ạ. Dạ, còn về điểm thưởng thì chị vui lòng gọi lên tổng đài để tổng đài hotline có thể xử lý đổi điểm thưởng cho mình nhanh nhất chị nha. Vậy phải gọi tổng đài nữa hả? À, thôi chị tới đây rồi, em làm luôn đi, giờ phải gọi tổng đài, nó hỏi đủ thứ, mệt lắm. À dạ, nếu vậy thì em sẽ hỗ trợ, em sẽ gọi tổng đài thông báo về cái trường hợp này của mình để em thực hiện đổi điểm cho chị ạ. Ừ, em làm luôn đi, sẵn tới thì làm luôn. Dạ. Dạ, vậy là của chị Khang xong rồi, em đã thanh toán cái như là thẻ tín dụng của chị rồi ạ. Ừ. Em gửi lại chị, chứng minh nhân. Chị có cần em hỗ trợ gì khác nữa không ạ? Thôi được rồi, cảm ơn. Dạ, em chào chị. Em chào chị ạ. Hai em. Dạ, không biết là chị cần bên em hỗ trợ dịch vụ gì ạ? À? Sáng chị đến đây thanh toán dư nợ thẻ hết rồi. Nên là chắc chị đóng thẻ luôn á. Em làm thủ tục đóng thẻ cho chị nha. Dạ. Không biết là về vấn đề gì mà mình muốn đóng thẻ về ạ? À? Đâu có gì đâu, tại vì chị cũng đang có nhiều thẻ quá mà để sử dụng nhiều nó cũng không có tiện mà còn bị trừ phí thường niên nữa. Dạ. Thôi em đóng bớt đi. Dạ. Chị cho em xin chứng minh thư và thẻ của mình ạ. Chị ơi, nếu như mình đóng thẻ thì toàn bộ số điểm của mình đang tích lũy sẽ bị mất hết chị nha. Không sao đâu, có còn bao nhiêu đâu. Dạ. Chị kiểm tra thông tin và ký tên giúp em vào cái form đóng thẻ ạ. Chị đợi em một chút ạ. Dạ, bên em đã đóng thẻ cho mình rồi đó chị. Thì khi nào mà chị muốn mở lại thì chị cứ ra trực tiếp bên em hỗ trợ cho mình ha. Ừ, khi nào chị muốn mở lại chị sẽ tới. Dạ, không biết là chị cần bên em hỗ trợ gì thêm không ạ? Được rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, em chào chị. SCB danh số 3214 xin nghe, em có thể hỗ trợ gì cho chị Khang à? Em ơi, em đang kiểm tra internet banking của chị với, sao chị đang nhập quà không được? Sẵn tiện thì em kiểm tra lại cho chị đi. Hôm qua chị có đến bên em để đổi điểm thưởng thẻ tín dụng á, thì đổi sao rồi em, khi nào thì chị nhận được tiền? Dạ, chị vui lòng giữ máy trong giây lát để em kiểm tra à. Dạ, em cảm ơn chị đã giữ máy à. Em vừa kiểm tra tình trạng thông tin thẻ của chị đã đóng vào ngày hôm qua nên toàn bộ điểm thưởng của chị sẽ không được quy đổi à. Ủa, em nói sao vậy? Hôm qua chị tới bên em chị yêu cầu quy đổi điểm, xong rồi chị mới hủy thẻ. Nhân viên bên em đâu có nói gì trường hợp đóng thẻ gì đâu. Dạ, về trường hợp của chị Khang thì em sẽ liên hệ với phòng giao dịch nơi chị làm yêu cầu quy đổi điểm để xác nhận lại thông tin. Và chị cứ yên tâm, khi nào có kết quả bên em sẽ liên hệ lại với chị ạ. Trời ơi, thì bên em cứ làm việc đi, chị không biết đâu á.
chào chị. Em là Thu Hiền, giao dịch viên phòng giao dịch A. Dạ, em vừa gửi mail lên phòng chăm sóc khách hàng nhờ hỗ trợ đổi điểm thưởng thẻ tín dụng cho khách hàng Khang ạ. Dạ, chị hỗ trợ khách hàng giúp em ạ, vì khách hàng có việc bận không gọi lên tổng đài được ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị ạ. Dạ, em chào chị, em mời chị ngồi ạ. Em có thể giúp gì được cho chị ạ? Sao hôm trước chị đến chị yêu cầu em quy đổi điểm thưởng thẻ tín dụng cho chị? Em không làm. Chị gọi tổng đài chị mới biết á. Thẻ đóng rồi không được đổi điểm nữa, thì chị mất tiền luôn. Bên em làm ăn gì kỳ cục vậy? Sáng người đổi điểm, chiều người đóng thẻ, mà không thống nhất với nhau hết trơn hả? Thì chị mất tiền rồi đó. Em làm sao em làm? Dạ. Trong tình huống trên, vào ngày đến hạn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, khách hàng Khang đã đến đơn vị để yêu cầu nhân viên hỗ trợ thanh toán dư nợ và quy đổi tổng số điểm 136.000 điểm từ thẻ tín dụng Visa. Các bạn nhân viên tại đơn vị đã hỗ trợ khách hàng, đồng thời tiếp nhận yêu cầu quy đổi điểm. Khách hàng vui vẻ ra về. Và buổi chiều ngày hôm đó, khách hàng lại đến đơn vị để yêu cầu đóng thẻ tín dụng do không có nhu cầu sử dụng. Lại được một nhân viên khác hỗ trợ đóng thẻ trực tiếp trên chương trình Card World. Vào buổi sáng hôm sau, khách hàng đã liên hệ về hotline của SCB để yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ Internet Banking, đồng thời yêu cầu kiểm tra về số điểm của khách hàng đã được quy đổi thành công hay chưa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên chăm sóc khách hàng đã cung cấp rằng thẻ khách hàng không thể quy đổi điểm thưởng do đã đóng trên hệ thống. Khách hàng rất bức xúc và đã đến ngay đơn vị để yêu cầu kiểm tra và có phản hồi chính thức về vấn đề này. Nếu tiếp nhận tình huống trên, đội bạn sẽ xử lý như thế nào? Và theo đội bạn, nhân viên giao dịch đã thực hiện tròn trách nhiệm của mình hay chưa?